Ôi trời, các bạn cái bài về đi. Một con phố. Anh có xuất trình giấy tờ. Mấy vâng, có gì đâu anh vừa thôi. Cái chuyện này chỉ được nộp phạt là xong. Thôi hỏi anh nghĩa bàn anh như thế nào? Em hiểu. Bọn em trên báo chí mà được. Em ơi, mày em sang bên cái con anh kể cả anh báo chí còn có trả làm cái sái cả. Em hiểu đây. Em đang bên quay cái. Quay ra bên kia. Anh quay bà kia. Anh có xuất trình gì? Không một. Trang ơi. Em anh lấy cái quay của chị kia. Không, chào các bạn. Không có ai cả. Con ở đâu? Người Hà Nội mua xong. Đi vô mà chúng mất tiền. Anh không, em hiểu. Chính tỏ, người dân như chúng mình bị cướp. Hôm nay mới là công an. Xin lỗi. Okay. Anh nhờ xe mà em đang đợi rồi. Mời anh em đưa chị đi qua. Mày đang luôn nào. Tôi công an phường buồn. Ôi, mày. Đưa về. Đi quân mày. Tắt cái mỏ mày. Hóa lại. Đi quân mày. Cứ vậy. Cứ vậy thôi. Cứ vậy anh không thơm tè lắm. Đi mày không hả ra đây. Anh nếu như các anh cầm con ra. Anh để nguyên anh nghe em nói một câu thôi. Anh cầm được đâu. Nếu không được đâu. Bình tĩnh để em nói. Anh Trang. Trang để nguyên anh nói. Chuyện quái nhỏ đi em đừng làm bầm lên nữa. Đi thốt tệ mới là công an. Bây giờ nhá anh. Đánh dân. Ai còng á. Mày quay đi. Người ta đánh lính của anh. Không để nguyên anh cứ bình tĩnh. Bằng chứng đánh lính anh sao. Nó xếp xuống đây. Bây giờ như này. Đi thốt tệ mới là công an. Đánh dân. Rồi từ Trang này. Bỏ ra hiểu. Anh xin em. Đi cả lò mới là công an. Cả cụ chúng mày đánh dân. Đi con mẹ chúng mày. Nguyên. Mày đừng buồn luôn. Nó quá nhỏ đi. Thực ra là cái chuyện nó quá xỉn thôi. Anh đứng lui đã. Để cho tôi làm việc. Không. Anh đến anh thấy Trang ơi, em đừng nói nữa, em nghe rồi. Anh chờ cái chuyện đó bằng cái móng tay để Nguyên nói một câu là xong rồi. Im mồm. Gọi xe quay về đây. Ô, tao sợ chúng mày quá. Mà bố mới là công an. Ăn tiền say quá rồi. Em ơi, quá anh. Tao không say. Nó quá say rồi. Nói mấy đặng công an. Ăn tiền anh dân công nghệ, bọn em dân công nghệ thôi. Tao mày khách sạn anh em cùng là người trong nhà nước cả. Chúng mày lại đi mày bỏ tên tao ra trong mặt Trang ơi. Địt con mẹ thằng mặt lồn. Đi vậy. Yêu. Trang ơi. Phong bầu rồi chứ. Địt con mẹ. Ơi. Trang ơi. Phong bầu chứ. Địt con mẹ chúng mày bỏ theo ra. Anh muốn quay không? Anh quay rồi. Trang. Rồi đánh cái chén này và tài huyên này cho anh. Kim ơi. Alo. Địt con mẹ đảng cộng sản Việt Nam. Mấy thằng mặt lồn. Mấy thằng mặt lồn công an. Trang ơi. Trang ơi. Địt con mẹ chúng mày. Trang ơi. Đưa về. Đi mẹ nó cướp tiền của tôi. Nó cướp đi tật của tôi.